Rồi hello mọi người ha, thì nãy giờ anh em mình đi là mắc mưa hơi bị nhiều luôn á, em mắc mưa hai chập luôn à. Đó thì coi như anh đem quà lên cho em thì em có món quà tặng lại. Rồi. Ok. Ok. Rồi. Đó. Quà bí mật tặng lại á. Rồi bây giờ em dắt xe ra lui ra bán tải ha. Đây con MT03 nè. Để cho anh em nghe tiếng máy, tiếng bồ. MT này thì coi anh em coi trên clip rồi, nhưng mà chủ yếu là ảnh ở xa ảnh lên á. Coi hai bộ hồ sơ giữ kỹ nha. Hai anh em mình là nãy giờ đi mưa, nãy giờ cũng mấy chập rồi á. Hai chập á. Đi mua ký giấy nè, đó đẹp chưa anh em? Nhức nách chưa? Rồi anh chỉnh cái này quay mày. Hôm nay mình được lên sóng nha. À mà đã lắm anh em, mới tin nè. Quá đã luôn, rồi xuống. Đó. Anh chỉnh cái xe này qua, còng chạy xe mới đúng không anh? Chạy xe mới. Cái nón 3/4 đó mình đi trong thành phố đồ đi đâu cũng tiện. Đó, anh đánh bán tải anh xuống lấy luôn anh em. Cái lợi của con dầu á nha anh em, là con dầu nó rất là nhẹ nhưng mà nó dễ bị, phải nói sao ta, nó dễ hư hơn là con thường. Con dầu được cái bóp nhẹ lắm. Rồi sao đây à? Kèn không? Bấm không? Okay. Quay cho anh em trên mạng coi nè. Đó anh em thấy xe bấm không? Bấm như Ngọc Trinh nè. Chống đổ đồ đầy đủ. Thấy không? Mới tin không? Được cái kính đen luôn, đẹp quá. Không mà để biển số dài để đẹp hơn. Bây giờ anh em xem nè, đó cái này là Lào á. Tối ảnh lên lấy, mai sáng anh lấy xe anh cho mấy người lính ở Lào sạch sẽ rồi lên luôn. Chuyên nghiệp nó khác, lên nhẹ nhàng. Cà vẹt rồi anh giữ hết rồi đúng không? Bán tải này đẹp quá anh em. Cái này anh em nào mà ở dưới, anh ở đâu ta? Anh ở đâu? Anh em nào ở dưới Đồng Tháp thì liên hệ ảnh nha, anh có vận chuyển xe nha anh em. Cái này ở dưới Đồng Tháp lên. Đồng Tháp là có món thịt chuột đúng không ta? Ăn mâm đã không? Review xe bán tải luôn. Cặp mâm này mấy chục vít ta? Đẹp lắm anh em, nó bên trong xe. Này là vận chuyển vì đam mê. Này là vận chuyển vì đam mê á anh em. Đẹp. Đây là người vận chuyển rất là chuyên nghiệp luôn. Nè, bóng lớp này lớp lớn nha, lớp này là nhà 108 ba chi linh. Để em vô lấy cái tiêu. Thôi, vô lấy cái tiêu cái đúc chỗ này nè, tháo này ra rồi nhét cái này vô là xong rồi, là nó nhỏ xíu xíu rồi. Mà tiêu âm á, tiêu tổ âm á.
Đã nhỏ xíu à, như zin. Rồi để bô nổ cho đã. Trang bị tận răng luôn á, cho anh em chơi luôn. Nhẹ lắm, hôm nay đi mạnh nhẹ nhiều à. Mạnh nhất phân khúc 300. Đẹp không? Hôm nay máy này sẽ nhanh dinh mình về mình thay hết luôn á. Mình thay á. Mình thay á nha. Tại vì xe nhanh hãng mình nhìn nó không có đẹp lắm. Mình thay vô cho đẹp á. Chắc chưa? Cục bánh trước lại bánh sau nó là chắc rồi, chạy tới Quế luôn cho tới giờ. Ồ, hồi sáng anh đem cho em là cái gì quên rồi? Mặn, quang. À, trái mặn hả? Đúng rồi. Mà nó ăn bị gì? Nhiều quá, tiêu chảy. Ăn mặn nhiều tiêu chảy hả? Có không? Mẹ đẩy không gần 8kg á. Có bọng với ớt không? Không. Cho, tao phải cho đầy đủ chứ. Kỳ quá, đâm không ngon thì sao? Dễ. Đúng không? Nhiều người ăn cay, nhiều người không cay. Cái đổ tôi là ăn xung lửa. Cái nón màu đen luôn á, đổ đi với xe đen nào. Nhức nách. Nhức nách. À, ngày sáng tắm mưa chúng mình luôn nè. Trên Hồ Chí Minh này chắc mặn với mặn ngoài ăn khó chứ gì hả? Vút lên em giống sông Cô Cu. Mặn ăn trên này chắc kiếm khó không? Dạ, ở đây em không biết mặn gì hết, bán đại ăn đại thôi. Mặn nó... Thấy trái nào có dồi, trái đó không có thuốc. Lên Google gì đó. Giờ về tới đó là cỡ mấy giờ luôn ta? 8-9 giờ rồi. Coi được mặn quạng nó lên đồ sạch cho nó chế biến như món nào. Chiếc này ảnh lên đồ chơi đẹp quá. Nó nấu đồ ăn cũng ngon. Đẹp không? Cá thường thường mặn quạng thấp cá. Con này anh vô hết đồ chơi chầm chai không? Hơn á. Cỡ đó. Ừ, bán tải. Tha miếng nhớt vô được à, để cho khô á. Không có xài tha nhớt vô giờ nhà. Ừ, sơn dày cui nè, thấy không? Nè. Dày nó nhọn là nó hết. Dễ mà, bá này coi dễ mà. Cái này anh em coi được. Bố thắng rồi mọi thứ còn nguyên hết nha. Không có thế này nữa. Cơ bản nó đi mới có mấy ngàn à. Đi 8 ngàn á. Anh em Racing Boy của ảnh dưới đồng á. Ừ. Có gì coi giùm. Con này là đi 8 ngàn. Cửa hàng độ kế bên. Đây ra 50m là độ được rồi. Thiếu gì độ không đó. Đỉnh cao của độ xe là được, chờ anh xíu. Em đi ba do anh về Cần Thơ đúng không ta? Cần Thơ đúng không? Cao Lãnh xa dữ rồi. Chiều là anh em đây đông vui lắm. Tại ở mình ở xa mình buồn lắm. Chiều mấy anh em qua chơi vui. Nếu mà mua về đi cà phê thôi. Cà phê với gì tám. Rồi ok. Tắt ngay chút anh đi rồi quay. Rồi có quên gì không? Quên gì không? Không rớt đâu. Không quên gì thôi nha, vậy ha. Chạy đó chỉ tụt thôi chứ không làm. Rồi xong rồi anh. Rồi bye bye nha. Rồi đi cẩn thận. Rồi. Về ở đâu quên bà rồi? Còn Thơ hả? Đồng Tháp lộn hoài à. 23568 đẹp mà. Cộng lại là 5 10 5 nút à 4 nút. Được, bộ độ. Độ. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Hy vọng sẽ đem đến cho anh em nhiều chiếc xe đẹp hơn, ok hơn nữa.